Xin chào Cấy Nền Radio. Tôi tên là Hoàng Tùng. Tôi là chủ tịch của công ty cổ phần Bảo Long. Hiện tại công ty đang hoạt động trên một số lĩnh vực như là du lịch, bán lẻ và phát triển chuỗi nhà hàng. Mọi người hay biết với một thương hiệu là chuỗi Pizza Home đang hoạt động tại Hà Nội ạ. Tôi biết đến giáo sư Phạm Văn Trường từ cuốn sách Một đời quản trị. Với cá nhân tôi thì đây là một trong những cuốn sách rất hay viết về quản trị. Đặc biệt đây lại là một tác phẩm của một người Việt Nam đã từng giữ cương vị lãnh đạo ở những tập đoàn lớn bậc nhất trên thế giới, và những chia sẻ rất là gần gũi, thực tế và sát với cả cái văn hóa, với tính cách của người Việt. Và đây là một cái cuốn sách mà đưa cho tôi được rất nhiều những cái kinh nghiệm quý giá, giúp cho tôi có thể đưa được những cái kiến thức đó vào việc quản lý doanh nghiệp của mình. Ngoài ra thì một cái ý tưởng từ giáo sư Phan Văn Trường đó là xây dựng một cái hệ sinh thái. Thì đây là một cái mà với cá nhân tôi thì trước đây thì mình cũng nghĩ rằng là một cái hệ sinh thái là một cái gì đấy nó rất là xa xôi. Nhưng mà sau khi đọc, sau khi học, sau khi nghe những cái bài giảng của giáo sư Phan Văn Trường thì tôi thấy rằng là cái việc mình xây ra hệ sinh thái thì nó sẽ giúp cho chúng ta cân bằng được cuộc sống, cũng như là cân bằng được tất cả những cái lợi ích xung quanh. Đồng thời là chúng ta cũng có thể phát triển một cách bền vững hơn, sống một cuộc sống hạnh phúc hơn. Và đó là một cái cách phát triển, nó mang tính chất là rất gần với cả sự phát triển của tự nhiên. Và đó là cách phát triển rất là bền vững. Và với cái hình thức là Cấy Nền Radio, tức là chia sẻ những cái kinh nghiệm về quản lý, quản trị, về những cái kiến thức về cuộc sống, cũng như là quan điểm về hạnh phúc, cũng như là làm sao để xây dựng hệ sinh thái, thì tôi thấy rằng là đây là một chương trình rất là có ý nghĩa. Và với cá nhân của mình thì hôm nay tôi rất là vinh dự được chia sẻ với các bạn về những điều mà mình đã trải nghiệm, những điều mà mình đã làm, và những cái thành quả nhỏ nhỏ mình đã đạt được, đặc biệt là trong thời điểm khủng hoảng kinh tế như hiện tại. Như chúng ta đã biết là đại dịch Covid đã xảy ra và gây ra một cái cuộc khủng hoảng kinh tế ở quy mô toàn cầu. Với một chuỗi bán hàng như Pizza Home thì cũng chịu ảnh hưởng rất là lớn từ đại dịch này. Và thách thức đặt ra của chúng tôi bao gồm một số những cái vấn đề, như là đầu tiên đó là làm sao để có thể duy trì và sống sót được qua mùa dịch. Đây là một cái thách thức đầu tiên, bởi vì rất nhiều những cái người bạn bè của mình cùng kinh doanh trong lĩnh vực về nhà hàng, ẩm thực thì trong thời gian vừa qua đã không thể nào là gồng gánh được và đã phải rời bỏ cuộc chơi, chấp nhận là cắt lỗ và rời khỏi ngành. Đó, thế thì với chúng tôi thì làm sao để chúng ta có thể vẫn có thể tồn tại được và duy trì được, sống sót được qua mùa đại dịch. Đấy là cái thách thức đặt ra đầu tiên. Cái thách thức đặt ra thứ hai đối với chúng tôi đó là làm sao có thể giữ được cái công ăn việc làm cho đội ngũ nhân viên của chuỗi Pizza Home. Thì cái đấy là cái thách thức đặt ra thứ hai. Cố gắng làm sao để có thể vẫn duy trì được gần đó cái công ăn việc làm được. Và cái đó thì dẫn đến cái biện pháp thứ ba, đó là thách thức làm sao phải vẫn duy trì được cái doanh số, bởi vì cái sức mua của toàn bộ nền kinh tế nó đi xuống. Thế thì làm sao chúng ta có thể vẫn duy trì được doanh số để ít nhất có thể là trả được về mặt nguyên vật liệu, có thể trả được lương cho nhân viên, trả được mặt bằng. Thì cái đó là cái thách thức thứ ba. Và cái thách thức thứ tư đó là cố gắng đặt ra một cái bài toán nữa, đó là tìm cái cơ hội trong khủng hoảng. Bởi vì trong khủng hoảng xảy ra thì nó sẽ luôn luôn phát lộ những cái cơ hội mà ở cái thời điểm bình thường nó sẽ không phát lộ ra một cách dễ dàng, nhưng trong thời điểm khủng hoảng thì nó sẽ dễ phát lộ ra những cái cơ hội. Và nếu mà chúng ta chuẩn bị tốt thì chúng ta có thể nắm được những cái cơ hội này. Thì đó là bốn cái thách thức mà chúng tôi đặt ra và chúng tôi đã thực hiện trong cái thời gian vừa rồi. Khi mà đại dịch xảy ra và cái tính nghiêm trọng của nó ngày càng tăng thì chuỗi Pizza Home của chúng tôi có những cái biện pháp chủ yếu là tập trung vào ba cái nhóm giải pháp là cắt, giảm và tăng. Cắt ở đây là gì? Nghĩa là chúng tôi sẽ chấp nhận cắt bỏ những cái hoạt động, những cái điểm bán mà nó không hiệu quả. Thì ví dụ như là trước đây thì cũng có một số những cái điểm bán của mình
mình vẫn duy trì, nhưng mà thực sự là nó không 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 hiệu quả đó. Nhưng mà mình vẫn duy trì là bởi vì là mình cố gắng là mình giữ cái quy mô chuỗi của mình, thậm chí là có khi là bởi vì là mình cũng sĩ diện nữa, thành ra là mình cứ cố gắng là mình giữ. Tuy nhiên thì khi mà dịch xảy ra thì nó đã lập tức là bộc lộ những cái điểm yếu của nó, và mình phải quyết định là mình cắt bỏ để mình tập trung cái nguồn lực của mình vào những cái điểm bán khác hiệu quả hơn. Đấy là nhóm giải pháp đầu tiên là cắt. Cái nhóm giải pháp thứ hai đó là giảm. Thì mình đầu tiên là mình tập trung vào giảm những cái phần chi phí, những cái chi phí như là chi phí tiền thuê nhà là những cái chi phí rất là lớn. Thì ngay sau khi dịch xảy ra và trở nên nghiêm trọng hơn thì chúng tôi cũng liên lạc với cả những cái chủ nhà và yêu cầu là họ giảm giá tiền thuê đó. Và nếu mà một số cái điểm bán mà chủ nhà không đồng thuận về việc giảm giá tiền thuê, và tính ra là cái bài toán kinh doanh nó sẽ rủi ro, nó sẽ lỗ và lỗ nhiều, thì cũng đưa những cái cửa hàng đó vào nhóm giải pháp cắt đó, thì là chúng sẽ cắt bỏ những cái điểm bán đó luôn. Thế còn một số những cái điểm bán còn lại, và phần lớn những cái điểm bán còn lại là chúng tôi xin giảm giá được, và tính toán là bài toán kinh doanh vẫn có thể duy trì được thì chúng tôi giữ. Và thậm chí là một số cái điểm bán thì giữ nhưng mà ở trạng thái ngủ đông, tức là không hoạt động nhưng mà mình vẫn giữ cái điểm bán đó. Ngoài ra thì một số những cái biện pháp cắt giảm nữa đó là những cái chi phí từ trước đến nay cũng không quá căn ke, như là chi phí tiền điện, tiền nước, rồi tiền phí logistics vận hành. Thì những cái đó là đợt trước thì khi mà kinh tế cũng tốt thì mình cũng không quá căn ke cái về phần đó. Thế nhưng mà thời điểm bây giờ thì cũng phải siết chặt những cái phần chi phí đó để có thể là giúp doanh nghiệp có thêm những cái dòng tiền tốt hơn đó. Thế thì những cái biện pháp về đó là biện pháp về giảm. Thì cắt và giảm thì là hai nhóm giải pháp chủ yếu là mang tính chất là phòng thủ đó. Thế nhưng mà doanh nghiệp nếu mà có thể tồn tại được thì vẫn cứ phải có dòng doanh thu và vẫn phải phát triển. Thì đó là cái nhóm nhóm giải pháp thứ ba, đó là nhóm giải pháp tăng, nghĩa là chúng tôi cố gắng là tăng cường. Ở đây tăng cường ở trên hai việc, đó là tăng cường những kênh bán hàng mới, bởi vì tôi tập trung theo cái ý tưởng của ông Peter Drucker, đó là innovation and marketing. Thì marketing ở đây là tăng cường những kênh bán hàng mới, tức là mình chuyển đổi từ offline sang online. Kể cả chuyển đổi sang online nữa thì mình cũng phải làm online trên đa kênh, qua những cái app thứ ba, bán hàng thứ ba, rồi là liên kết với cả những cái chuỗi cửa hàng khác, làm ra những cái combo sản phẩm mới, làm ra những cái sản phẩm bám theo cái hành vi tiêu dùng của khách hàng. Ví dụ như bây giờ khách hàng sẽ ở nhà nhiều hơn thì mình sẽ bán ra những cái sản phẩm để khách hàng có thể tự nướng bánh tại nhà, ví dụ như là pizza đông lạnh chẳng hạn, hoặc là thậm chí là khách hàng bây giờ ở nhà là nấu ăn nhưng mà làm theo kiểu là giải trí, thì mình có những cái gói combo để mọi người có thể tự làm bánh ở tại nhà. Thì đấy là cái việc là liên quan đến việc là làm những sản phẩm mới. Hoặc là như thời gian vừa rồi thì chúng tôi có R&D ra sản phẩm là Burger Corona. Thì đây là sản phẩm mà nó đã có cái tính lan truyền rất là lớn, và nó đã được những cái hãng truyền thông thông tấn rất lớn trên thế giới, như là CNN, như là BBC, và như mấy hôm trước tôi kiểm tra thì gần như là báo chí toàn cầu, cả Nam Châu đều đã đưa tin về cái sản phẩm Burger Corona này. Và nó được truyền thông chú ý là bởi vì nó đã mang một cái tinh thần là lạc quan, tích cực đến cho mọi người giữa mùa dịch. Thì cái đó là cái mà chúng ta cũng phải liên tục nghiên cứu, tạo ra những cái sản phẩm mới để chúng ta có thể thu hút được khách hàng và tạo ra được những cái luồng doanh thu mới để có thể chống chọi vượt qua mùa dịch được. Đó, thế thì doanh nghiệp của chúng tôi tập trung vào ba cái nhóm giải pháp là cắt, giảm và tăng. Đó, xin chia sẻ với các bạn.